Kỷ niệm 55 năm ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa do Hội Ái hữu Quân Trận chiến Việt Nam Cộng hòa phối hợp cùng tất cả các quân binh chủng tại tiểu bang Oregon thực hiện. Kính mời toán quốc quân kỳ tiến đến vị trí hành lễ. Quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Làm sao cho sống từ nay đến ngày. Năm nay tiếp 50 năm ngày thành lập Quân lực Việt Nam Cộng hòa trên địa vị cầu hòa gọi là ngày quân lực, thì chúng ta nhân ngày này chúng ta có một tổ chức mới ra mắt, và hôm nay tôi rất là hân hạnh để giới thiệu cùng quý liên trưởng cùng tất cả quý vị quan khách là trong phiên họp ngày 23 tháng Giêng năm 2015 thì đại diện các quân binh chủng cùng các đoàn thể hiện đang hoạt động tại tiểu bang Oregon đã quyết định đồng thanh thành lập một tổ chức với danh xưng Hội Ái hữu Quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa tại tiểu bang Oregon, và trong ban chấp hành và cùng chúc ban chấp hành được hướng dẫn một tân bộ và hoạt động hữu hiệu trong việc chống cộng. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quân lực 19 tháng 6 kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút tối cùng ngày. Mỗi năm vào ngày 11 tháng 11, khắp các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, Hội Cựu chiến binh cùng với các hội đoàn cơ quan chính phủ, trường học phối hợp tổ chức buổi lễ nhằm vinh danh các nam nữ cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến trên các chiến trường Việt Nam, Đại Hàn và Á Phú Hãn để bảo vệ lý tưởng tự do. Nhân dịp này, Liên hội đoàn của quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Oregon tham dự cuộc diễn hành tại thành phố Portland, Oregon nhân ngày cựu chiến binh của Hoa Kỳ, tổ chức vào ngày thứ Tư 11 tháng 11 năm 2015, có 81 hội đoàn của quân nhân chiến binh và đoàn nhạc tham gia. Từ sáng sớm, đông đảo cư dân thành phố đã đến khu vực khán đài chính và ngồi dọc hai bên vệ đường để chuẩn bị chào đón các đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ và Việt Nam diễn hành. Khoảng lúc 9 giờ 45 phút sáng, đoàn diễn hành ngày cựu chiến binh được diễn ra trên đài đài xe điện từ khu vực Northeast Chilam Street và Northeast Gateway đến khu vực lễ đài Northeast 48 Avenue. Đứng đầu diễn hành là lực lượng cảnh sát thành phố Portland, đoàn mô tô cựu chiến binh và toán quốc quân kỳ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Hội đoàn của quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Oregon là một đơn vị thân hữu đồng minh được mời tham dự diễn hành ngày cựu chiến binh. Đây cũng nói lên sự gắn bó lâu dài chống lại làn sóng đỏ xâm lược của Cộng sản Bắc Việt trên chiến trường Việt Nam. Kế tiếp là lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh linh chiến binh hy sinh vì lý tưởng tự do. Thank you.
buổi lễ tưởng niệm và diễn hành, có sự hiện diện của ông Charlie Howe, là thị trưởng thành phố, bà Amanda Fries, nghị viên thành phố, và nhiều giới chức thành phố tham dự. Ladies and gentlemen, please join us together for the national anthem. Vietnam is one of the most beautiful country on earth. In order to keep alive. Quốc ca Việt Nam Cộng hòa bắt đầu. Cao. Quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Everyone on those wishes for freedom. Quý vị, 30 tháng 4 lại về, trong niềm đau thương ngậm ngùi của người Việt quốc gia, tưởng niệm 41 năm ngày Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, đã đưa dân tộc đến tận cùng nỗi nhục nhã và uất hận. Vào 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2016, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Oregon đã tổ chức lễ tưởng niệm 41 năm ngày quốc hận. Nhân dịp này, cộng đồng người Việt tại Oregon đã phối hợp với Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, đồng tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương, nhằm nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương đã gây dựng nên non sông gấm vóc Việt Nam và nhắc nhở con cháu không quên văn hóa, cội nguồn dân tộc. Nghi thức tưởng niệm 41 năm quốc hận chính thức bắt đầu vào lúc 12 giờ 30 phút. Chúng tôi ghi nhận, có sự hiện diện của quý lãnh đạo tinh thần, Hội đoàn cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa, cựu quân nhân Hoa Kỳ là người Việt, đảng phái, và đông đảo đồng hương đến tham dự. Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của bà Deborah Harris, ứng cử viên thị trưởng thành phố. Sau các nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, phúc mặc niệm, và đặt vòng hoa tri ân các anh linh và đồng bào đã nằm xuống vì lý tưởng tự do. Kế tiếp
là những lời phát biểu của các vị đại diện hội đoàn, được xen kẽ là các tiết mục văn nghệ đấu tranh cũng như trao vòng hoa cho các cựu quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân dân người Mỹ gốc Việt. Là cái ngày Cộng sản Việt Nam gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng miền Nam. Tháng Tư lại về trong nỗi buồn của những người Việt ly hương, ngay cả những người còn ở lại sống trong bầu không khí của thiên đường xã hội chủ nghĩa. Thì 41 năm sau, toàn dân Việt Nam vẫn đang tháo chạy khỏi đất nước với nhiều lý do khác nhau. Vì sao thế? Bởi vì Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục hủy hoại đất nước trong 41 năm qua. Chúng cướp bóc tài sản của người dân, chúng ăn cắp tài nguyên quốc gia, chúng đảo lộn ngôn ngữ, văn hóa, đạo đức vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt. Đối với giới trẻ là tương lai của Tổ quốc thì chúng ra sức đầu độc, tẩy não, ru ngủ để họ sống trong thác loạn, hưởng thụ, băng hoại lý trí và đạo đức. Tội ác của Cộng sản Việt Nam không thể kể xiết. Lễ tưởng niệm quốc hận lần thứ 41 kết thúc vào lúc 2 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Nỗi đau ngày quốc hận 30 tháng 4 không phải chỉ riêng của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà là niềm đau chung của dân tộc Việt Nam. All right, we want to welcome the Vietnamese community of Oregon returning this year with a float celebrating the heritage of Vietnam and the development of the Vietnamese culture in America. With this float, the Vietnamese community of Oregon shows their gratitude for the opportunities and support that has allowed them to provide a bright future for their kids. The group today is multi-generational, comes with many different experiences. Some have lived in America for more than 40 years after leaving Vietnam. Others were born and raised right here in the Portland area. They welcome the opportunity to share their culture as one community. And this float was given the Rose Festival Director's Award for the best depiction of volunteerism. An absolutely beautiful float. Young lady on the beautiful float right there. Following up right behind them, you might see a little glimpse right there. New to the parade this year, give a warm welcome to the Northwest Scots Honor Guard. We have two bagpipers accompanied in the kilted procession drill team. Coming up right there they are. Yes, the mission of the Northwest Scots Guard is to provide service to the community through professional performance that celebrates pride in our community and honors Scottish heritage. I think they're getting ready to do something here. Always fun, always loud. One of the group's goals is to prioritize service that honors and supports veterans. Let's listen in. Center of Oregon with a float celebrating.